Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay nông cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu với anh em con máy cày mini Yanma A10. Yanma mini A10. Con này máy dầu nha anh em, diesel chứ không phải những cái phiên bản máy xăng kia đâu. Con này ngoại thất thì còn phải nói là rất mới. Anh em xem vỏ bánh rồi nè. Thấy không? Mới vừa rửa vô luôn. Ốc bánh rồi nè anh em thấy không? Mâm miết rồi nè, xà băng. Rõ BS Made in xà băng. Ở trước cũng vậy. Ở trước là 400 triệu 9. Mát 7 màu. Còn vỏ sau là 614. Đây dàn số đây. Số thì nó có là 1 2 3 4 5 6 số. 6 số là tương ứng với lại là cần này là tới. Tới thì anh em đẩy tới, còn lui thì anh em đẩy lui thôi. Đó, tới thì anh em đẩy như vậy. Nhưng mà lui là anh em phải gạt ra. Gạt ra anh em đẩy xuống nha. Đây ga. Ga đây nó về đây là nó có cái nấc nè. À, nấc gang ti. Ăn ba da. Này vi sai, khóa vi sai. Này là số sới. Đạp mà ra là nó nhảy xuống sới rồi. Này là ben, là hạ ben. Này nâng lên. Đó, khóa ben. Anh em bật qua bên đây là mở, bật đây là khóa ben. Rồi này là cái dạng như nó chỉnh ben theo nấc đó, theo tầng đó. Này là khóa cầu trước, cầu trước cầu sau. Này hâm nhớt, này châm nhớt. Đó, đầy đủ chức năng hết. Bốn cái vỏ mới tinh, còn râu kẽm rồi luôn. Này cái đuôi này thì đúng 1 mét nha anh em, đuôi đúng 1 mét luôn. Nhưng mà còn cái bánh, hai bên bánh thì nó không tới 1 mét đâu. Con này cái phiên bản này đặc biệt là xài đùm nè, chứ không phải xài rút đâu nha anh em. Đuôi, đuôi xin giữa anh em ha. Chở cái máy lên cho anh em xem. À, nhìn cái động cơ hết hồn không. Con này nó xài cái động cơ Yanma L100 nha anh em. Đây nè. Đó, anh em thấy không? Yanma L100. Đây. Cơ máy tinh. Bộ e được dầu đồ đầy đủ hết. Anh em thấy không? Chất lượng không? Rồi quá mới luôn. Từng chi tiết ốc khác rồi anh em thấy không? 7 màu. Heo vét rồi đây nè. Co dầu rồi nè. Dầu rồi. Những cái chi tiết nó thấy nó không quan trọng, nhưng mà nhiều cái chi tiết mà nó mới, nó gợt lại ra cái xe nó mới mới được anh em. Anh em không? Que dầu, cái lửa, cái lửa thì nó xài, nó có cái miếng này kêu là cái gì ha? Nỉ á, nỉ hay gì á, để nó chống ồn. Rồi dứt chạy vòng vòng đi tí. Qua lần đã rồi hả? Há dòm, dòm đèn nhìn cười đây. Ra như lên ra làm sao? Rồi rồi. Phải kéo ra, rồi kéo ra là mới lui được cái tí. Còn tới là trên thì tới thôi. Đấy, chính giữa này là mo nè. Còn qua bên đây là có số, bên đây cũng có số. Rồi, xong. Tới đi. Oh.
sau mà nó đó, khi mà mẻ gắt qua là cái bánh bên kia nó đứng, thấy không? À đây nè, đó đây nè, đó anh em thấy không? Khi mà bẻ gắt qua là bên đây nó đứng nè, anh em thấy không? Đó, nó đứng và cái bánh ở bên đây là nó quay lẹ hơn bình thường nè, đó anh em thấy không? Đó, đời mới là nó làm hay lắm. Đó không? Bởi vậy nó mới cua gắt được đó tí. Đi nó chỉ cho đi cái 1, 2, 3 là ve thôi, ve nó không cho đi 4, 5, 6, chỉ có tới là mình mới được quyền đi 4, 5, 6 thôi. Trời, Nhật có tính toán hết rồi. Bên đó là bên bánh nó đứng không? Bởi vì nó cái cua của nó gắt đó nha. Đó anh em thấy không? Đó, bên bánh nó đứng rồi, thấy không? Nhập chế ra không phải đơn giản. Đó nha, đó mình thấy là bên kia nó đứng, thấy không? Mày tới đi, mày tới xuống nhanh nữa đi. Nổ ghim thiệt chứ. Trời, máy nổ rồi.
lắp lên. À đúng rồi. Máy nổ lắp lên được đó. À đâu 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 dở dở lên lại coi. Kêu à. À. Ồ hay ha. À. Hàng gì nên nổ máy lên là nó muốn tắt cái máy luôn á. À hay ha. Rồi.